Hai các bạn có khỏe không? Bữa nay các bạn biết mình làm gì không? Cả nhà nhìn xem thử coi. Ta. Không tin dở hộp cho xem. Bánh xèo, không phải bánh khọt. Giới thiệu tầm bậy không? Bữa hôm ăn bánh xèo rồi bây giờ tới ăn bánh khọt. Bánh này làm ở thành phố Chế Dầu nha. Thành phố Sài Gòn. Giống như bánh cống. Cả nhà biết cái gì trong ruột nữa không? Một con tép với mà miếng đậu xanh đó. Cả nhà tép là gì nè? Hồi nãy mình mới đi chợ. Hồi nãy đi chợ mua với bột á các bạn. Mình làm bánh bánh khọt á. Ít nói bánh xèo rồi. Bánh khọt thì phải làm nó đặc bột á. Nhiêu này cái mình để 4 lon nước cốt dừa hay 3 chị? 3 lon nước cốt dừa với một bịch bột. Cái nhà đậu nè. Ăn cái kiểu này giống cái kiểu miền Tây á. Giờ chị vớt kìa. Rồi, cả nhà thấy ngon không? Cái khuôn bánh này là dễ đổ nha các bạn, không có dính. Này đổ giống như bánh cống. Vậy là chén hứng cho nó đỡ đổ ra ngoài. Lưng mình còn để nhân hả chị? Gấp cái bột cái rồi xong ngay. Khuôn này được 7 cái bánh không chị? 7 cái bánh. Nhà thấy không? Chị làm hai tay luôn. Đậy lại cho nó chín tép. Nãy chị ướp miếng tiêu vô đây hả chị? Không, tí xíu chị. Tiêu với miếng bột nêm hả chị? Nhiều tép đó. Ngon cực kỳ không? Nó vàng ngon quá cả nhà. Còn nóng sau để ra cái dĩa sau. Nè em đứng qua bên này dễ quay, bên này nó sáng hơn nó tối. Vì cái bánh nó không khét mà lại nó bóng như bánh không. Cái này một bịch
bịch đậu không chị hồi nãy? Đậu. Một bịch đậu nó chắc có khoảng 300 gram, dưới là một lon nước cốt dừa nha. Cũng mà chắc không tới 300 gram, 200 gram. Mình để vô miếng đường, miếng muối vô cái mình quậy. Cái trứng giữa là màu chín phải gì đó nha, nó nóng nhiều. Dễ làm lắm đó cả nhà. Các bạn nào biết làm rồi thì thấy dễ, còn các bạn nào chưa có biết làm chín á, các bạn cứ làm thử ăn ở nhà. Mình luôn bịch bột mình làm ăn nó nóng nó ngon. Cái này mau hơn bánh xèo không chị? Cái màu chín đó nè, cái khuôn này nó nóng bền, nóng hoài quá không chị? Sáng giờ nhịn đói, chị uống tí cà phê thôi, chờ rồi nó bụng ăn như thế này. Bữa nay là thứ năm rồi đó các bạn, thứ năm hôm nay. Ở nhà phải dễ ha, dở lên cái bánh đó, nó không có dính nữa chứ. Còn hơi trắng hả chị? Nè cả nhà, giờ này nắng rồi nè, bữa nay màu trời đẹp. Bữa hôm nó văng lên tay em chiên cá mà nó phỏng tay, tại vì dầu nó nóng nó phóng lên tay là lột nó phồng lên. Dính gì vậy thì làm chơi vàng. Em thấy nó ở chính giữa nó còn trắng trắng nữa chị. Trắng trắng chưa. Nó chưa có vàng, chưa có giữa.
có nước cốt dừa thơm á, mình làm nó vàng vàng nó bay lên thơm. Thấy không, được một dĩa dĩa bánh để mình ăn cái bánh không chứ thử. Ở nhà ăn với mình nha, cái bánh ngon quá nè, mình ăn cái bánh không chứ cái nó béo sao. Đậu các bạn bé. Con thấy thì nó ngọt. Đậu thì béo rồi có nước cốt dừa. Thấy ngon không? Vàng ngon. Đậu không? Không phải không? Đậu thì đừng có béo nha. Cái rún tí dầu đó các nhà, cho đừng có mà dính. Các bạn nào đó ở nhà làm ăn thử đi nha các nhà.
ngon lắm mà dễ làm nữa. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha, vui vẻ mỗi ngày. Cả nhà.